Rồi, chào các bạn. Hôm nay 30 Tết các bạn ơi. Hôm nay đi đổ mấy cái lờ cá rồi có cá về ăn Tết không? Chuyên gọi đổ có lý quá mà mắc hai cái lờ còn có 18 cá. Khu này mình ba cái mắc một cái còn hai cái. Hai cái này chắc không có dính rồi. Tại chuột cắn bé nhảy trên rồi mình bỏ luôn mình không có giá. Hôm nay mình xuống mình lấy lên giá rồi còn không? Chắc mắc nữa. Cái te tua nó rồi. Rồi, vậy để mình đi rút. Mong là hôm nay có lý để về ăn Tết. Nước cạn quá các bạn. Khu này 4 cái. Chuyến rồi thăm dính con cá lâu kiến. Chuyến này không biết sao. Hai cái lợ nãy mình rút thì nó còn y thinh. Giờ thì còn cá mắm này thế. Chết quá kìa. Nước cạn queo quá. Nước cạn chỗ này chỗ trắng. Tê tải. Không thấy động đậy chân ta. Chết quá quá. Cái bọc hồi dính cá sặc với mấy ốc rồi để mình đặt lại các bạn ơi, chết quá rồi. Khu 4 cái đầu tiên một lắc, cái thứ hai biết sao đâu rồi, chứ rồi nước cạn quá bây giờ rồi cũng đã queo quá rồi. Dính con cá sặc nữa. Rồi, để đặt lại các bạn ơi. Nay chắc đói quá. Rồi, khu này có ba cái các bạn ơi. Khu này chiến rồi dính con cá, một dính con cá rô phi, hai cái trên cá rô phi với hai cái rô. Cái này không biết sao đâu. Lờ thì còn, mà thấy im rùa. Nó nhít nhít như chậm. Trong rồng nó trơn. Nó cục kịch gì trơn. Dạo nghe kịch 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 ngon rồi chưa quốc chạy lại các bạn rồi nhất rồi cái đầu tiên chưa quốc rồi, cái thứ hai các bạn cái này thấy trong ống rồi ở trên nhìn xuống thấy im ru nước nước cục cửa gì trên có dính gì không dính cái lão buồn ba sớm giờ 8 cái rồi chưa dính cái nào. Rồi dính con ốc một xong luôn các bạn, để anh đặt đây tiếp tục các bạn ơi. Khu này lúc trước mình đặt 5 cái mà chiến rồi bị ta lụm hết cá rồi. Còn 4 cá bên bờ này có 1 cái, bờ bên bển 3 cái này thì còn nè, nằm nghiêng nằm ngửa rồi. Ôi này nước ngứa quá các bạn, sâu suông ngứa. Trời ơi, chưa chân thấy con sâu lông nó nằm trên cái lờ luôn. Thấy là thàm. Không thấy con tịnh, hồi hồi dính con cua các bạn ơi. Sớm giờ chưa có một con cá. Đó, dính em cua. Đặt lại luôn. Rồi, cá tiếp theo các bạn. Tệ quá, chưa có con cá bỏ túi, bỏ gì vỏ nè. Hơn chục cái lờ rồi. Có 18 cái nữa. Hơn 10 cái rồi chứ quốc. Bây giờ còn 5, 7, còn 8 cái lờ nữa. Đấy ơi. Chục cái lờ mà không có con. Rồi cái này im luôn, cái này thăm hấm rồi. Không dính con gì luôn các bạn. Dính cua gì cá sặc đâu không. Rồi, im ru. Ở đâu dính các bạn dính. Trời ơi, con cá lâu kiến các bạn ơi. Tưởng đâu vô à. À ngờ dính cá lóc kiến chầm quá. Để vô con cá lóc mà. Rồi để mình bắt ra các bạn. Cái tiếp tục các bạn. Cái này cái cuối cùng của khu này. Chính rồi bỏ cá lóc chừng 4-500 gram. Chính này không biết sao đây. Bình bình không. Bình bình với dính chứ không bình bình là thua. Nước trong ghê không thấy con gì lội cho mà. Rồi chết quớt. Ốc không các bạn. Rồi, tiếp tục cái thứ hai các bạn. Cái đầu tiên bờ được con cá lóc chừng 200 gram thấy ngon quá. Mà trước thì thăm cái thứ hai để thăm cái lập gắn ra dính rồi. Cái lợi đó, cái lập gắn bên đây. Thăm cái này mà dính là vô thăm 5 cái gạch gắn kia luôn rồi các bạn. Còn dính, chịu. Rồi, thấy không có phân phướng gì trơn. Rồi, như siêu các bạn ơi. Chụp con hóng không? Thú lá. Chụp các bạn.
chuột còn sống các bạn. Đó đi. Cắn chỗ im quá, thành mấy chiến không dính. Lợi chính gọi cũng được con luôn bằng kia. Chứ nhận biết sao. Thấy chấm đóng rồi. Rồi chiến này chất quất các bạn ơi. Rồi cái tiếp theo các bạn, cái thứ hai chất quất rồi. Cái thứ hai, hai chiến nào cũng dính ngon lành. Chiến này chất quất. Cái thứ ba. Cái này chiến gọi cũng bỡ được con lóc dày bằng kia. Cái này không biết sao. Thấy im ru nữa rồi à, thầm lờ thấy im im không thấy không thái à lờ không nha đụng 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 mới nha sụp quá bắt mấy viên hết cá rồi dính hầu rồi 3-4 con ốc tà bá rồi 5 con ốc nhưng con cá sặc ốc bu nè không có con ốc bu vàng bu không rồi chuyện này dính ốc rồi. Rồi cái thứ tư các bạn ơi. Cái thứ ba là dính 5 con ốc bành ghi. Ốc ở cái này 30-40 ngàn ký. Phải nhiều để bán được. Này có mấy con về nuôi luôn. Nuôi hầm ốc ở nhà các bạn. Đẻ quá chừng đẻ rồi. Bây giờ không có gì cho ăn. Lâu lâu xin được chín mít cho ăn. Hy vọng năm sau có ốc bán. Cái này gì cũng có giá hết trơn à. Mà không có để bán. Chúc quá các bạn ơi. Cái này chiến rồi bỡ được cá lóc dày bành kia chứ này không có con gì chứ. Ốc cũng không dính mà cá cũng không dính. Rồi để mình đặt lại. Rồi, cái cuối cùng hôm nay các bạn ơi. Cái thứ 18. Sớm giờ có con cá lóc với cá lóc kiếm với 5 con ốc với không có gì nữa. Cái cuối cùng này, cái này 22 chiến này chứ quốc. Không dính con gì chứ. Chiến này chiến thứ 3 coi làm sao. Nhất qua tam chiếm thứ ba thế nào cũng dính à đẩy vô 3-4 cá lóc bành bành không về có ăn đất rồi chiếm con không biết có không rồi 3-4 con trời ơi cái này đúng rồi mua lời này uống tiền thiệt chứ đã không dính con gì chứ rồi cái cuối cùng su cana rồi thế là xong các bạn ơi 18 cái lời dính đúng con cá lóc mọc với 5 con ốc với con cá lầu kiến nay đói rồi chiến rồi còn làm được mấy ký cá ngon quá chứ này tính kiếm cá về ăn tết cuối cùng không có cá ăn tết luôn mệt quá các bạn đi sớm giờ đuối chưa rồi giờ này mình cũng tranh thủ về để dọn nhà dọn cửa ăn tết hy vọng năm sau sẽ tốt hơn năm nay chúc các bạn năm mới dồi dào sức khỏe ha làm ăn thành công rồi năm sau ai đặt bẫy thì dính nhiều rắn ai đặt lợn cá thì dính nhiều cá còn ai đặt chồn thì dính nhiều chồn còn ai đặt gái thì con thôi nhiều quá không được rồi nói vui thôi để chúc các bạn năm mới vui vẻ rồi cảm ơn các bạn đã xem clip bữa 30 tết của mình rồi chào các bạn bye bye.